Hello các bạn, ai rảnh thì vào chit chat bây giờ thì đỡ buồn, nhưng một mình tớ ở nhà cũng thấy hơi buồn. Bây giờ tớ chuẩn unload cái dishwasher này đây. Đây là cái dishwasher của nhà tớ, chắc là mọi người không nhìn thấy. Hôm nào tớ sẽ quay cái dishwasher sau nhá. Bây giờ gần là 4 giờ rồi, phải thật là nhanh để đi chuẩn bị nấu cơm tối và đi đón con trai. Con trai giờ bắt đầu đi học rồi. Đây là ngăn tủ nhà tớ. Đối với những cái loại cốc này thì tớ hay để đi ngăn trên. Hết chỗ để rồi, mình thấp quá, ra như mình cao hơn một chút để đồ nó dễ. Ôi hết cả chỗ để rồi, chắc phải là cái ghế trèo lên mới được. Chắc là phải là cái ghế trèo lên, vì nó cao quá. Nhiều bạn không biết là, nhiều bạn tò mò hỏi cuộc sống của Emma thế nào, cuộc sống của Emma sang Mỹ thế nào. Thực sự mà nói tới chuẩn sang Mỹ này được, chính ở cái khu chung cư này được gần được 10 ngày rồi. Trời ơi, tớ ở được hơn một tháng, nhà mẹ chồng tớ và đi du lịch khoảng một tuần, đi Cali khoảng một tuần. Tớ đang ở một cái đất nước Đông Âu, hoa quả, rau củ nó quá rẻ. Về đất nước Mỹ này nó quá đắt, trời ơi mình thấy nó rất là, nó chưa quen mà mình cảm thấy trời ơi đắt quá. Mỗi lần đi siêu thị ít nhất phải gần đến 100 đô, 50 đô là ít nhất. Còn khi mà mình được ở nước Đông Âu kia, các bạn thấy tớ mua mỗi lần mà mua khoảng 50 đô là tớ mua tràn lan đầy mặt bàn luôn. Nhưng bên này 50 đô chỉ mua được vài thứ thôi, chứ nên khá là đắt. Rau củ thì khá là đắt nhưng mà thịt thà thì lại rẻ hơn. Bởi vì không hiểu tại sao, như bên này cho mọi người chắc là ít ăn rau quá hay sao, cho nên là họ bán rau đắt hơn. Công nhận là bên này thịt thà họ ăn nhiều lắm, ăn nhiều thịt lắm, cho nên là nó khá là đắt. Về rau củ nhá, như cà chua tớ, như cà chua sáng hôm trước tớ đi mua, mặc dù là mua ở siêu thị Trader Joe's là siêu thị rẻ nhất rồi, mà 2 đô mà được có 4 quả cà chua như thế này. Nani? Nên bên này, bên Mỹ này các bạn cứ mua nhiều một lúc nhá, mua nhiều thì rẻ hơn, đừng mua từng quả một nó đắt lắm, đừng mua nhá. Ui cái chân tớ đau quá, bởi vì hôm nay tớ chạy trên máy 30 phút, chân đau quá. Vì hôm nay chạy trên máy 30 phút, sau đó đi trèo lên cái bậc cầu thang, cái máy tập bậc cầu thang ấy, step ấy, 1000 step, trời ơi bây giờ chân tớ nó đau ủi oải, đi cứ như là người bị làm sao ấy. Cúi xuống lưng xuống còn đau. Nhưng mà tập phải đau một chút thì mới cảm nhận được cái cơ của mình. Không sao, tập dần thì quen không sao. Nay tán chuyện với mọi người đỡ buồn, chứ ở nhà một mình tới nhà lủi thủi. Nhiều khi mình ở những nước, những bạn nào mà lập gia đình rồi mà ở nước ngoài, các bạn sẽ hiểu rằng cái cuộc sống nhiều khi nó rất là cô đơn, đặc biệt là những cái vùng nào không có người Việt Nam hay là ở nhà nhiều, các bạn sẽ thấy cô đơn lắm. Nên là khi mà tớ làm phim thì tớ rất là thích, bởi vì tớ được nói chuyện tiếng Việt, mình được giao lưu với các bạn ấy, cho nên cảm thấy thích lắm. Hôm nay là mình như kiểu tâm sự một mình. Tớ thích mua cái hộp này để làm đồ mang cho đồ ăn cho chồng tớ mang đến cơ quan làm sandwich. Cái hộp này làm sandwich này. Trời ơi, nói về con trai đi học, tớ đến đây đến muộn nên là không đăng ký được những cái lớp công. Ở sau đăng ký học cho con trai lớp tư đắt quá cả nhà ơi. Học một ngày tính ra là hơn 100 đô một ngày. Học từ sáng cho đến 7 giờ tối. Mình để cho bạn ấy học lúc nào cũng được. Bạn ấy 4 tuổi học ở cái lớp gọi là preschool. Nó có những lớp preschool ở trường tư và trường công. Trường công thì hay là trường tôn giáo, những trường tôn giáo thì những cái trường tôn giáo thì mình phải đăng ký sớm thì mới có chỗ, còn nếu không thì mình không có chỗ, cho nên là mình phải học ngoài. Tớ đăng ký cho bạn học ngoài bởi vì không còn chỗ trường công nữa với cái trường tôn giáo nữa, cho nên là đắt lắm. Hiện tại cho bạn này đi học chỉ có 3 hôm một tuần mà nộp khoảng 309 đô, nghĩa là 310 đô, cứ tính ra mỗi một ngày là hơn 100 đô tiền bạn đi học. Đấy là mình được thử một ngày nhé. Kèm thêm cái học phí đầu vào của cái trường này là 150 đô nữa. Nghĩa là cái tuần này mình trả cho bạn là 400, hình như là 410, 15, 20 đô tiền đi học mà chỉ có 3 hôm thôi nhé. Còn tuần sau đăng ký cho bạn ấy, nếu như mà đăng ký 5 hôm ở cái trường này thì gần 400 đô. 400 đô là học 5 hôm nhé. Nó sẽ rẻ hơn một chút nhưng mà đấy là 5 hôm. Còn các bạn tính ra một tháng là mình phải trả hết 1.600 tiền đi học cho con, là quá là nhiều. Cho nên là tớ đợt này cũng đang bị rất là căng thẳng cái vụ cho con đi học, nó tốn kém quá.
Nhưng mà không cho bạn đi học thì bạn ở nhà bạn đã rất là buồn, cho nên là cho bạn đi học. Để xem là đến 5 tuổi rồi, 5 tuổi rồi thì ở bên nước ngoài này, bên Mỹ này, các bạn được đi học, nhà nước họ trả, cho nên các bạn đăng ký trường sớm. Nên đợi đến 5 tuổi là mình sẽ đăng ký vào những trường công, những cái trường công để mình không mất tiền học phí. Chứ đăng ký vào những trường tư này rất là tốn kém. Nói chung là về Mỹ này tớ cũng không thiết tha lắm, nó cũng không ấy lắm, bởi vì nó cái gì nó cũng đắt. Đấy là tiền đi học nha, đã là đắt như thế rồi. Còn cái tiền chung cư, tiền thuê nhà ở, đối với cái phòng mà tớ đang ở này, khoảng 2 phòng ngủ, vì ở cái khu này là cái khu trung tâm nên khá là đắt. Hai phòng ngủ thôi, một phòng bếp như này, một phòng khách như này là khoảng 4.000 đô một tháng. 4.000 đô một tháng. Nếu mà cộng tiền học của con trai nữa là 1.600, 4.000 đô, nghĩa là một tháng mình đã mất đi khoảng 6.000 rồi. Đấy là một tháng mất đi 6.000 chỉ là tiền học với cái tiền nhà đấy nhé, còn chưa kể tiền ăn rồi tiền ABCD, tiền cho đồ dùng cá nhân. Cho nên là rất là tốn kém. Cho những bạn nào mà sang Mỹ hay là muốn đi sang Mỹ thì các bạn cứ phải lưu ý nhé. Bởi vì thực ra bên Mỹ này nếu như các bạn mà không kiếm được công ăn việc làm thực tế thì nó cũng rất là vất vả cho các bạn đấy, bởi vì nó rất là tốn kém. Bên Mỹ này có những cái ví dụ như là bảo hiểm các bạn phải có, giờ làm cái gì cũng phải có bảo hiểm, đi bệnh viện cũng bảo hiểm, các bạn sẽ gặp rất là khó khăn trong vấn đề khám bệnh. Cho nên là họ sẽ gửi cho mình cái hóa đơn rất là nhiều, cho nên là các bạn phải có, làm mọi cách để có được bảo hiểm nhé. Đối với những cái tầng lớp mà kiểu vừa vừa nhỡ nhỡ như bọn tớ, kiểu là không phải là nghèo hẳn mà cũng không phải là giàu hẳn, cho nên là trả phải rất là nhiều các loại chi phí. Còn đối với những người ví dụ như tầng lớp, ví dụ như các bạn đang nghèo hẳn hay là điều kiện kinh tế khó hơn một chút, thì các bạn được một số quyền lợi của nhà nước trợ cấp. Thế nhưng mà hầu hết cái tầng lớp trung bình nó khá là nhiều, cho nên là trả rất là nhiều khoản phí về bảo hiểm, về chi phí ăn ở nó cũng khá là đắt. Cho nên các bạn, những bạn nào mà đang có ý định sang Mỹ là phải chuẩn bị sẵn nhé, tinh thần đấy. Nó cũng không rẻ như ở Việt Nam mình đâu. Và đối với những người thấy ở bên Mỹ, các bạn thấy là họ lao động cật lực lắm, làm ngày làm đêm ấy, để có trả tiền, bởi vì cứ ra khỏi nhà là mất tiền mà. Ở bên này cứ ra khỏi nhà là mất tiền, không ai giúp cho mình được, cho nên là mình phải ai cũng cố gắng. Được cái cuộc sống bên Mỹ này thì nó kiểu nó hiện đại hơn nè, con người nó cũng văn minh, môi trường điều kiện sống cũng tốt hơn, trường học các thứ cũng ok. Thế nhưng ăn uống có nhiều cái sự lựa chọn hơn, không khí các thứ trong lành, sống văn minh, nói chung nó hiện đại hơn. Nhưng mà kèm theo đó nó cũng có khá nhiều những chi phí đắt đỏ đấy. Đây là công việc của bà nội trợ ở nhà là như này. Những bạn nào mà không đi làm ở nhà, làm những công việc ở nhà cũng rất là bận, có nhiều thời gian, nhưng tớ ở nhà quay phim làm cùng mọi người tớ cũng đã 4-5 giờ rồi. Những bạn nào mà có cái mua cái loại chải này này thì các bạn trải qua một chút xong các bạn cho vào máy rửa bát đũa thì nó sẽ rửa sạch hơn nhé. Mình phải trải qua một chút thì nó sẽ sạch hơn, chứ đừng cho cả đồ ăn vào vẫn còn dính ở trong cái bát đũa là mình rửa nó sẽ cũng không được sạch lắm đâu. Làm ăn xong lại nấu ăn, tối nay mới nấu ăn thì sẽ ăn gì đây? Muốn ăn thịt bò nhưng mà sợ chồng tớ lại không thích ăn thịt bò, cho nên là nhiều khi cũng không biết. Nhiều khi trong gia đình có người ăn người được, người này ăn cái nọ, người kia kia, thì không biết lúc nào một lần. Mặc dù nhà tớ có 3 người thì không hiểu các bạn, nhà các bạn mà có 4-5 người thì mỗi người ăn một món thì không biết là thế nào. Những người nội trợ chắc là vất vả lắm. Trong tất cả các bếp đều có lò nướng này, đều có tủ lạnh này, đều có tủ lạnh chắc chắn là có cả tủ lạnh, tủ đá rồi, lò nướng, bếp ga, bếp điện. Nghĩa là đấy là những cái vật dụng tối thiểu nhất ở bếp ở bên Mỹ này. Lò nướng này, bếp ga, bếp điện này, bếp điện này, lò vi sóng này, máy làm coffee này, máy làm cà phê này, buổi sáng. Đấy là những cái vật dụng rất là tối thiểu, nhà nào cũng phải có ở bên bếp này. Ở Việt Nam mình thì cái lò nướng thì nó không sẵn, đúng không? Bây giờ là một số chị em đã sắm lò nướng để làm bánh rồi. Thế nhưng mà bên này thì nhà nào cũng phải có lò nướng, đó là một trong những cái dụng cần thiết. Hãy nhấc cái này xuống này. Đây, cái này nhấc xuống này. Có cái này mình kéo xuống thì mình rửa rất là dễ. Ở trong tất cả những cái gọi là những cái bồn mà rửa như này, bao giờ họ cũng có một cái chế độ là cái chế độ ấn nút như thế này. Và nó là cái chế độ mà là gì nhỉ? Hút đẩy hết được những cái gì mà còn tắc ở trong cái bồn này ra thì nó sẽ hút rất là mạnh.
Chị em mình ở nhà mọi người cảm thấy khó khăn trong cái chuyện nấu ăn. Nhiều khi nấu ăn ở nhà cũng khó khăn nhỉ. Không biết là nấu gì hôm nay. Nhiều khi nghĩ nát óc ra không biết ăn gì, nấu gì nữa. Nhiều hôm mà mình nấu không rồi, thân không muốn ăn. Nấu hết hơi không rồi, chồng với con lại bảo ô anh không muốn ăn hay là anh nãy ăn ở bên ngoài. Trời ơi, trong khi đó mình ở nhà nghĩ nát óc ra mình làm nấu món gì. Có ai bị như thế không ạ? Tớ bị mấy lần rồi đấy. Đã đau đầu chứ nghĩ hôm nay ăn gì. Nếu hết hơi bấy hết ra mặt rồi. Chồng mày bảo ôi hôm nay anh không muốn ăn món này. Ô, trời ơi. Làm sao mà chả khó chịu. Còn những bạn nào mà có anh xã hay đi công tác nhỉ, chắc là các bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu đấy nhỉ. Những lúc bị như vậy rất là khó chịu. Thế nhưng mà cuộc sống mà, nhiều khi cũng có lúc nọ lúc kia. Đối với những cái loại mà đũa gỗ hay là muỗng gỗ như này thì các bạn không nên được cho máy rửa vào đũa nhé. Mình cho gọi là cái loại đường sắt thôi, bằng stainless thôi, không cho bằng gỗ nhé. Gỗ vào đây trong nó sẽ mủi, nó hỏng đấy. Mình đừng cho vào gỗ nhé, không nên cho gỗ. Cứ ở nhà dọn dẹp xong là cơm nước nước này là mất hết thời gian, đúng không chị em? Thế nhưng mà nó là một cái thú vui của mình, mà cũng là một cái trách nhiệm, một cái công việc của mình làm cho gia đình, cho người thân mình. Ở nhà mình khó nấu ăn như này thì mọi người được ăn đồ ăn healthy, hạn chế ra ngoài ăn thôi. Bởi vì ăn ra ngoài ăn thì mình rất là dễ ăn nhiều, một này. Thứ hai nữa là ra ngoài thì mình rất dễ là ăn liên tục mà tốn kém. Và nhiều khi ra ngoài mình ăn nhiều liên tục như vậy thì đồ ăn nó cũng không được đảm bảo lắm. Và nó có rất là nhiều dầu mỡ, cho nên mình ăn nhiều liên tục ra ngoài thì cũng rất dễ hiện tượng đấy là cân nặng mình sẽ thay đổi, tăng cân các thứ. Thứ nhất là tớ cũng thích nấu ăn như này ở nhà, bởi vì nấu ăn như này thì mình thấy là mình yêu gian bếp của mình hơn này. Thứ hai là tớ thích rủ con trai hay chồng tớ vào bếp cùng. Những lúc nấu ăn như này có cả gia đình vào, mình cảm thấy gia đình nó rất là đoàn kết, đầm ấm. Nó có những câu chuyện để chia sẻ. Còn đi ra ngoài thì người nào người ấy ăn xong rồi về, không có chuyện gì để kể, nó cũng buồn lắm. Cho nên là đây là một trong những cách cho chị em mình hàn gắn cái mối quan hệ gia đình. Cũng rất là